Ba ơi, ba coi nè, cái tấm này con mới vẽ ở lớp đó. Đẹp quá. Cuối tuần này mình đi thảo cầm viên chơi nha. Con có thể vẽ hổ nè, báo, hươu và nai nữa. Thiệt hả ba? Ba hứa nha. Ừ. Hey, hên quá, cuối cùng công việc cũng xong xuôi. Hai mẹ con đang chuẩn bị ăn tối đó hả? Cả ngày em không thấy con đâu. Nó lò chơi quá ha. Chết, anh quên mất rồi. Hôm nay anh hứa là sẽ đưa con đi thảo cầm viên tập vẽ mà. Biết tìm đốm ở đâu bây giờ? Em cứ ở nhà chờ anh, anh sẽ đi tìm con. Ba xin lỗi nha, sáng nay công ty ba có việc gấp cần giải quyết, cho nên đốm chờ ba hoài, nên đốm tự tìm chỗ khác để vẽ. Đó là vườn nhà bạn coi to. Đây nè, ba mẹ coi đi. Ha, đốm vẽ đàn gà đẹp quá. Thứ bảy tuần sau nhất định ba sẽ đưa đốm đi thảo cầm viên.